Cho con hỏi, khi chánh niệm thì phiền não biến mất như ánh sáng xua đi bóng tối, nhưng đôi khi con lại nghe nói hãy dùng chánh niệm nhận biết phiền não, đừng để cuốn theo hay cho rằng phiền não là của mình. À, quên quên mở cái bảng câu hỏi đấy. Xin thưa với quý vị á, khi chúng ta thực hành á, đi vào trong pháp hành chúng ta thực hành, thì chúng ta sẽ thấy rõ một chuyện là chánh niệm ảnh không có đi một mình, mà ảnh đi chung với tất cả các chi phần còn lại của Bát Chánh Đạo. Hành thiền đi, rồi sau đó đó dùng cái trí của quý vị đó, dùng cái định của quý vị nhìn lại coi có đúng như lời sư nói hay không. Bản thân anh niệm á nha, anh niệm á, ảnh chỉ có đúng mỗi một nhiệm vụ là ảnh ghi nhớ cái gì ảnh show ra cái đó, giống như là cái màn hình camera vậy đó, nó quay cái gì nó hiển thị lên màn hình cái đó. Cùng lắm là nó thêm cái chức năng phân biệt, à đây là con chó, đây là con mèo, đây là con người, đây là đàn ông, đây là đàn bà, nhưng nó không hề có đánh giá, nó không hề có phán xét, nó không hề có quyết định, nó không có cái gì hết. Nó chỉ đơn giản có cái gì nó cho thấy cái đó đúng như vậy thôi. Nhưng nhờ đâu mà cái ác pháp biến mất? Đó là nhờ cái anh chánh kiến. Anh nói đó, đây nè, cái này là nên làm nè, cái này không nên làm. Anh quyết định tâm tham nên bỏ nha. Rồi đây là tâm tư mình nên có. Chính cái anh chánh kiến anh quyết định. Và chính cái anh chánh tinh tấn anh nỗ lực để anh thực hiện, thực thi quyết định của anh chánh kiến. Rồi đó là chưa kể là quý vị phải có cái nền tảng giới hạnh trong sạch, tức là nó đã bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và khi quý vị quan sát như vậy đó, có phải là tâm của mình nó phải không dao động, nó ở yên một chỗ đúng không, là nó có chánh định ở trong. Chính bởi vì như vậy, mặc dù đúng mình nói là khi thực hành tứ niệm xứ là mình giữ gìn chánh niệm, nhưng cái anh chánh niệm đó, đó ảnh được bảy cái anh còn lại ảnh hỗ trợ, chứ không phải chỉ có một mình. Hãy thực hành đi, thực hành đó, rồi nhìn thẳng vào ở trong đó, quý vị sẽ thấy nó đủ cả bát chánh đạo ở trong đó, chứ nó không có đi một mình đâu. Ừ. Rồi à, không biết hai vị có bổ sung gì không, nhưng mà sẽ chính tâm. Nhiều lần sư có nói là không biết có nói rước mì chưa, là quý vị cố gắng vị pháp á, vị học xong được học riêng tiếng Việt, nó là tuy rằng mình học song ngữ Bali Việt á khổ thiệt từ ban đầu nhưng mà an toàn và cùng làm tiếng Việt á, từ từ nó làm được tiếng Việt. Giống như mình đi xe từ Sài Gòn về miền Tây, mà mình đi xe Mai Linh, mình đi xe Phương Trang rồi, thì mình mà cực là cái đang đầu tốn tiền chứ là đợi giờ. Còn mình đi ba xe dù nó lên xe nó nhanh lắm, nhưng mà giữa đường thì nó trục trặc đủ thứ, nó ướt khách thì nó chạy đường tùm lum hết, rồi nó xe nó hư cái tùm lum hết. Thì cũng vậy, học Bali á, học Bali Việt á, song ngữ á, thì nó khổ thiệt, nó cực thiệt à, nó cực ban đầu thôi nhưng mà nó bền, mình ăn chắc mặc bền được. Mình học còn mình học cứ đè cái việc mình học không, nó lại nó lại cái việc học lâu năm á nó sẽ hiểu cái này. Mà người ta nói lại cho biết thì không chịu, thì học tiếng Việt nó khỏe hơn. Quý vị cứ học tiếng Việt mà nó lệch giống như chỗ này. À, chánh niệm thì phiền não biến mất. Này nó sao á, tức là nó giờ cũng hay nói là nó theo kiểu Việt Nam, đúng là nó theo kiểu Việt Nam vậy, nhưng mà nó mình phải hiểu cái kiểu ngầm, mình phải hiểu ngầm đó. Nhưng mình phải hiểu ngầm nhiều cái nói theo Việt Nam á, theo tiếng Việt á, là mình phải hiểu ngầm cái chính đó, phải hiểu ngầm. Chứ còn cái chánh niệm mà xua tan phiền não thì cái này không có, cái này không có, cho nên mình
Thì tệ nãy nói thì nó hết rồi. Xin nhắc quý vị là quý vị nào đang trên con đường học tiếng học Pháp và học tiếng Việt á, quý vị ngay lập tức quý vị làm ơn quý vị ráng quý vị sửa đổi là đi học lại Bali đi, học song ngữ cũng khác tàn ít mà nó an toàn, nó an toàn. Như cái câu câu hỏi trước hồi nãy, cái câu Bali đó kêu quý vị kêu sư tại đọc dùng á, hồi 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 chiều này tôi với sư Tịnh Tường lục băng cái tạng kinh không thấy đâu đó. Ăn luôn chết thì tiếp quen gì cái tôi quen tra Bali cho nên không có là sợ là không có, không có là cái đó là không có, cái đó sai, cái đó không đúng rồi. Chứ còn mà mình cứ chơi tiếng Việt bài nó túi lắm nha. Xin mời Đức Tài Tuần. Thưa sư Chánh Tâm và sư Hành Tuệ và sư Chánh Tâm trả lời cũng câu hỏi cũng rất là đầy đủ rồi, cho nên là chắc xin lướt qua. Qua câu hỏi tiếp theo.